Kèm vào, kèm vào. Giữa mất cơ. Thằng em chưa vào à? Chuyền hùng luôn. Căng lốp. Kia đập đi. Ôi, lốp phải dườm ra. Pha ghi bàn rất rườm rà. Đệm mẹ của đấy đi anh. Nó đéo đá chân trái không hiểu. Hai không, hai không. Điệp mẹ thằng lốp dườm rào quá. Sút đấy. Đứng giữ lại. Lốp giữ lại ngoặt sang bên này chứ. Nhanh lên, nhanh bóng, chuyền tiến nhanh lên. Mẹ từ lộn điều. Đâu? Hơi thiếu chiều cao một tí. Góc kìa, góc kìa. Tốt. Đập thoại xem nào. Trời ơi ông. Đi quả bóng liền. Chân trái sút được đâu. Sút quả bóng thiếu trách nhiệm. Bên mình mất giữa quá. Về đây, về đây, về đây. Ừ.
Hay quá Hùng ơi. Lòng hoàng chết rồi. Hay quá tiện, hay. Hay quá. Mỗi
13 quả thôi, đã đi. Chạy nhau kìa, tay rồi. Tốt. Sút quả ấy được rồi. Chân phải có sút được đâu. Phong đấy. Làm quả sệt phát anh rồi. Ba tròn đi. Xem như nào. Ba tròn vào chân thằng gió kìa. Đấy. Căng sệt. Căng sệt. Căng sệt. Đấy.
Hùng ơi, Hùng dưới đây, Hùng dưới. Tiến làm sao truyền được? Tiến chân đéo nó truyền được Hùng. Tiến chân nó chỉ truyền khoảng 15 mét thôi, 10 mét. Một đấy. May quá. Rồi đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Không đặt ở dưới lon dưới cơ. Đóng vào lỗ. Kìa quyết. Thủng chân đấy rồi. Hùng kia, Hùng kia, Hùng kia. Tốt quá anh Quân ơi. Máy có Quân Cun đấy, không thua mẹ rồi. Quân Cun bắt hay đấy. Đi vào nhà.
Mày có quần cùn đấy. Ba bàn rồi đấy. Này có anh quân đây. Không có ông quân là ba đều rồi đấy. Quá nguy hiểm. Hay quá. Ôi trả bóng đi. Hay quá Quân. Chuyến thẳng người vào. Chuyên điểm chạy chỗ ấy. Cuối trận chạy được đéo đâu.
góp tiếp kìa.